Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đưa đến các bạn hai biện pháp tránh thai tự nhiên an toàn mà mọi người nên biết. Có một số biện pháp tránh thai như là gây dị ứng cho người sử dụng và làm giảm ham muốn như là bao cao su gây ngứa, thuốc tránh thai và nó sẽ gây đích nước. Có các rất nhiều biện pháp tránh thai để các bạn lựa chọn, nhưng mà do cơ địa của mỗi người khác nhau cho nên là có một số biện pháp tránh thai gây dị ứng cho người sử dụng như là làm giảm ham muốn như bao cao su này thì nó gây ngứa. Thuốc tránh thai thì có thể là gây tích nước và béo phì. Đó là chưa kể đến khi các bạn quên, không chuẩn bị hay là quên không uống thuốc thì hậu quả sẽ mang đến là rất là khó là kiểm soát. Và các biện pháp tránh thai như là tính ngày an toàn theo một chu kỳ kinh nguyệt thì tùy theo vào cơ địa của mỗi người mà một số yếu tố khách quan như là tâm lý này, chế độ ăn uống này, sinh hoạt mà một chu kỳ của các bạn nữ thường kéo dài từ 28 cho đến 35 ngày. Nếu như bạn nào muốn sử dụng biện pháp tránh thai tự nhiên thì có thể tính ngày để có thể được an toàn, ngày và ngày không an toàn cho việc thụ thai thông qua tính qua các kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Và có cách tính dụng cụ thể như sau. Đó là mỗi tháng trứng thường dụng vào ngày 14 của một chu kỳ kinh nguyệt tiếp theo. Trứng sau khi phóng ra sẽ sống trong ống dẫn trứng từ 1 cho đến 2 ngày để đợi thụ tinh và tinh trùng có thể sống trong bộ phận sinh sản của các bạn trong 2 cho đến 3 ngày. Vì vậy nên trước và sau khi sử dụng trứng dụng vài ngày, khả năng thụ thai là rất dễ. Có một cách tính cụ thể như sau. Mỗi tháng trứng thường dụng vào ngày 14 của một kỳ kinh nguyệt tiếp theo. Trứng sau khi phóng ra sẽ sống trong ống dẫn trứng từ 1 đến 2 ngày để đợi thụ tinh và tinh trùng có thể sống trong bộ phận sinh sản của người phụ nữ từ 2 cho đến 3 ngày. Vậy nên trước và sau khi dụng trứng vài ngày, khả năng thụ thai là rất dễ. Và bạn nào mà có ý định làm chuyện ấy thì có thể là sử dụng các biện pháp tránh thai tự nhiên thì tốt nhất là nên thực hiện trước và sau chu kỳ kinh nguyệt 1 tuần để tỷ lệ an toàn là rất cao. Đồng thời thì cũng tránh xa thời gian trước và sau khi dụng trứng trước 3 cho đến 4 ngày. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên lưu ý là biện pháp tránh thai tự nhiên này chỉ áp dụng đối với các chị em có một kỳ kinh nguyệt đều đặn của các hàng tháng. Còn đối với những bạn có một kỳ kinh nguyệt không đều thì tâm sinh lý không thể ổn định hay là cảm xúc hay thay đổi thì nên các không nên áp dụng với các biện pháp này vì có thể trứng sẽ dụng bất kỳ lúc nào thì sẽ rất là khó kiểm soát. Và bạn cũng có thể tính ngày dụng trứng bằng cách là đo nhiệt độ cơ thể từ 1 cho đến 2 ngày. Và trước khi dụng trứng bạn có thể thấy sự thay đổi ở dịch nhảy tử cung và độ đặc của và số lượng. Nhiệt độ cơ thể bạn sẽ tăng lên khoảng từ 0,2 độ C. Để sử dụng phương pháp này một cách hiệu quả thì bạn không được quan hệ tình dục trong 3 ngày sau khi chu kỳ dụng trứng kết thúc và xuất hiện những thay đổi trên. Trước thai tự nhiên và nhờ xuất tinh ở ngoài âm đạo ấy, thì đây là một phương pháp tránh thai tự nhiên khá hiệu quả với tỷ lệ mang thai từ 3 cho đến 4%. Trong đó thì người đàn ông khi quan hệ ra khỏi âm đạo người phụ nữ trước khi xuất tinh và tinh dịch bắn ra ngoài thì để phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo có thể ngừa thai hiệu quả cần phải thứ nhất là người chồng hay bạn gái phải có đủ kiến thức và khả năng kiểm soát cơ thể để không xuất tinh ngoài âm đạo, và thứ hai là người phụ nữ cần phải nắm rõ một chu kỳ kinh nguyệt của mình để chuẩn bị một phương án dự phòng trong những ngày có khả năng thụ thai. Thứ ba là hạn chế của các phương pháp này là cảm xúc bị ức chế nên không tạo được sự thăng hoa trong quan hệ vợ chồng đồng thời. Nếu như mà người chồng hay người bạn của bạn không kịp kiểm soát thì những giọt tinh dịch đầu tiên vẫn có thể mang thai tinh trùng và âm đạo của người phụ nữ dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn. Trên đây là những chia sẻ của mình về các biện pháp tránh thai tự nhiên an toàn mà mọi người nên biết.